nay mình ra ruộng các bạn ơi. Lâu quá không cài, không quay đăng lên cho các bạn xem. Hôm nay mình ra ruộng quay nha. Hôm nay tạm ổn rồi, không có mưa, đỡ mưa cũng vui vui, đỡ mưa các bạn. Hôm nay bão các bạn, nên quay không đi quay. Chứ giờ xe cút cũng hiếm nữa, đi làm mấy dụng khác hết trơn à. Xe cuốc tôi đang ban mấy cái nền nữa các bạn, ban xuống lắp cái đè này để làm ruộng nữa các bạn. Xung quanh thì hai bờ, bên trong kia bờ nữa. Trước tiên lắp hai bên cái bờ bên trước, đưa xuống cái đè này các bạn. Đè trước cũng lên một cá nhưng bây giờ lâu lắm rồi giờ không nuôi. Giờ chủ đất là ban xuống để làm ruộng nha các bạn. À tính là rồi biết rồi các bạn, trình nông xuống thì nhét mấy gốc dừa xuống, dừa nhiều lắm. Bắt đầu lấy gốc dừa ném xuống dưới. Mình ra trễ các bạn, làm mà sáng giờ rồi. Bứng những cái gốc dừa, gốc dừa này cũng non không à. Dừa mới mấy năm mà nó non các bạn. Ăn lớp trên không. Ném xuống. Cây gối rồi xuống dưới luôn, làm luôn đúng qua. Ở đây lúa đang xạ vô ba trong mùa nước vụ đông xuân là làm được đó các bạn, thấy nó vô đông xuân là làm lúa được. Này vòng ra tới ngoài kia chắc cũng khoảng 2 công đất. Tiếp tục móc ở dưới mương các bạn, móc dưới mương cho sâu xuống để ém mấy gốc dừa xuống nữa nha. Rồi mới trả đất lại.
còn một gốc dừa. Nó đang bứng gốc dừa đó các bạn. Dễ dữ lắm, dễ dừa. Sâu lắm nè, sâu luôn. Bự lắm nè, thấy đó. Ủa lên
chắc mấy chục năm rồi đó các bạn. Lên nền lên cái chục năm. Bờ các bạn ở dưới 50 mình dọn từ từ qua vô phía trong luôn.